Xin chào tất cả mọi người, mình là Chu Du. Thì hôm nay rất là vui khi được gặp lại mọi người. Thì như lần trước thì mình có chia sẻ với mọi người là thế nào là đường chỉ tay có quý nhân phù trợ. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ với các bạn một clip mới cũng khá là thú vị. Và chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là những đường chỉ tay quý hiếm trên Gò Mộc Tinh. Thì các bạn, nếu các bạn nào có nghiên cứu sơ về cái chỉ tay á, thì chắc cũng đã biết là Gò Mộc Tinh là nó chỉ về những cái gì. Thì Gò Mộc Tinh á, theo tướng số thì thường là chỉ về sự quyền lực, chỉ huy cũng như là những cái điều may mắn của một con người mà nó biểu hiện trên Gò Mộc Tinh. Theo mình thì một bàn tay có Gò Mộc Tinh tốt là người đó thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Đấy, thế thì đâu là Gò Mộc Tinh? Thì bây giờ mình sẽ xác định cho các bạn đâu là Gò Mộc Tinh nha. Thì trên lòng bàn tay của mình á, của mỗi con người chúng ta thì thường có các gò như sau. Thì ở đây chính là Gò Mộc Tinh, nó nằm ở dưới vị trí ngón trỏ đó các bạn. Thì gò ở ngón giữa đó chính là Gò Thổ Tinh. Còn dưới ngón danh của chúng ta đó chính là Gò Thái Dương, và ngón út là Gò Thủy Tinh. Thì mình nói cơ bản để mọi người biết sơ qua, còn có dịp thì mình sẽ nói rõ thêm từng gò cụ thể để cho các bạn biết. Còn hôm nay thì mình chỉ chia sẻ về những dấu hiệu tốt ở trên Gò Mộc Tinh thôi. Thì như mình đã nói thì Gò Mộc Tinh trong tướng pháp thì nó sẽ biểu hiện là ở một người đó có tố chất lãnh đạo hay không, có người quý nhân phù trợ hay không, cũng như là việc sắp tới diễn ra trong tương lai như thế nào thì nó biểu hiện trên Gò Mộc Tinh. Đối với một người đàn ông thì Gò Mộc Tinh này rất là quan trọng nha các bạn. Tại vì một người muốn chỉ huy được, muốn cầm quyền được thì phải xem tới Gò Mộc Tinh này nó có tốt hay là xấu. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết từng dấu hiệu mà nó tốt của tinh trên Gò Mộc Tinh, và mỗi dấu hiệu đó nó sẽ thể hiện cái điều gì nhé. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu các bạn trên Gò Mộc Tinh. Nếu như mà trên Gò Mộc Tinh của chúng ta mà nó có một cái dấu sao hoa thị, đây mình nhẹ như là dấu sao hoa thị, thì người này đường công danh sự nghiệp chắc chắn sẽ thành công, không sớm thì muộn cũng nhất định sẽ thành công thôi. Cái này mình đã khảo sát rất là nhiều người rồi nha các bạn, và trong sách thuật tướng số nó cũng nói tới. Mà không chỉ là ở Gò Mộc Tinh này mà bất kỳ ngôi sao nào mà nó xuất hiện ở trên lòng bàn tay của chúng ta, ví dụ như giữa lòng bàn tay hoặc là ở trên các cái gò còn lại đều là tốt hết. Đấy, cho nên bạn nào mà may mắn có được cái ngôi sao mà ở trên Gò Mộc Tinh á thì chắc chắn là sự nghiệp và công danh sẽ thành công. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Rồi bây giờ mình bôi đi nha. Ở đây mình vẽ thêm một số đường cơ bản để cho các bạn biết. Đây là đường là sinh mệnh nha. Đây là đường trí đạo đây. Đây, một người đây, mình vẽ sơ thôi chứ mình không nói tới những đường này. Và cái dấu hiệu thứ hai trên Gò Mộc Tinh đó là, các bạn xem nha. Nếu như mà trên Gò Mộc Tinh của chúng ta xuất hiện một ô vuông hoặc là hình chữ nhật. Đấy, đây là một cái ô vuông hoặc là hình chữ nhật mà nó phải khép kín nha các bạn, thì người này sẽ như thế nào? Nếu như mà các bạn có được một cái ô vuông trên Gò Mộc Tinh này thì trong tương lai
trong tương lai, chắc chắn các bạn sẽ là nhà lãnh đạo hoặc là làm chủ. Nếu như mà ai làm trong cơ quan nhà nước mà trên gò mục tên này xuất hiện ô vuông, thì mình chắc chắn các bạn là người này chắc chắn sẽ làm lãnh đạo. Và mình đã khảo sát thực tế rồi, trong cơ quan của mình có một người có một đường chỉ tay này, và người đó hiện đang làm lãnh đạo trong cơ quan. Đấy, đây là ô vuông nha các bạn. Nếu mà nó hở hoặc là bị đứt đoạn thì chúng ta không có tính nha. Đấy, đó là dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba mà mình chia sẻ các bạn đó chính là đường hy vọng. Thế nào là đường hy vọng? Đường hy vọng tức là có một đường từ cái đường sinh mệnh của chúng ta. Đây là đường sinh mệnh nha. Đây là đường sinh mệnh. Ở một đường sinh mệnh có một cái đường kéo thẳng lên cái ngón trỏ. Đây gọi là đường hy vọng. Nếu như mà trên lòng bàn tay của các bạn có một cái đường này, thì thể hiện sự người đó là có một sự phấn đấu nỗ lực từ chính bản thân của mình để vươn lên một vị trí lãnh đạo hoặc là vị trí làm chủ. Đây cũng là một đường chỉ tay khá là tốt nha các bạn. Đường này nếu mà nó kéo càng dài lên cái gò mục tinh đó thì nó sẽ thì càng tốt. Đấy, hoặc là kéo càng dài thì càng tốt. Đó là dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư. Dấu hiệu thứ tư mà mình muốn nói tới đó chính là một cái đường vòng. Ở đây người ta thường hay gọi là cái đường mộc tinh đấy. Ở đây thí dụ như các bạn có một cái đường vòng như thế này. Đấy, vòng mộc tinh. Thì cái đường này thể hiện là có người phù trợ các bạn. Mà người này tức là người ân, người trên á, là có thể là một vị thần, một vị thánh hoặc một vị A-la-hán nào đó, tùy theo cái đức của các bạn mà chúng ta xác định được. Thí dụ như cái người đó là có A-la-hán chẳng hạn, họ theo độ mình, thì những việc mà chúng ta cảm thấy như là xấu, ví dụ như tai nạn hoặc là một cái bệnh gì đó, thập tử nhất sinh chẳng hạn, mà chúng ta tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn vượt qua được, thì đây chính là cái đường quý nhân phù trợ. Quý nhân phù trợ. Đường này rất là hiếm nha các bạn. Nếu như mà ai có thì mình rất là chia sẻ với các bạn là chúc mừng. Đấy, đây là một cái đường tốt. Cái đường tiếp theo, đây là cũng là một cái đường mà xưa nay rất là ít có người có nha các bạn.